Bài toán diện tích hình tròn số 02. Cho hình vẽ bên dưới, biết diện tích của hình vuông là 20 cm² và tính diện tích phần tô màu của hình vuông. À, đây là một bài toán rất là thú vị và rất nhiều em học sinh khi đọc bài toán này thì cho rằng bài toán này hình như là sai đề. Nhưng mà thực tế có phải là sai đề không thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Thì trong bài toán này người ta cho một hình vuông, sau đó thì cho một cái hình tròn ở bên trong với yêu cầu là tìm diện tích phần đã tô màu của hình vuông. Thì như các em đã biết là chúng ta muốn tìm được diện tích của phần đã tô màu của hình vuông, chúng ta chỉ việc đi tìm diện tích của hình tròn, sau đó lấy diện tích của hình vuông trừ đi diện tích của hình tròn là xong. Nhưng mà rắc rối đây là làm thế nào để tìm được diện tích của hình tròn khi chúng ta không biết độ dài của đường kính, cũng không biết độ dài của bán kính. Đấy, thì các em thường loay hoay ở chỗ là đi tìm xem từ diện tích của hình vuông ta đi suy ra cạnh, nhưng mà không có một cái số nào để nhân với chính nó để bằng là 20. Do đó chúng ta lâm vào bế tắc. Và để làm bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Thầy sẽ tặng cho các em một cái công thức gọi là công thức huyền thoại. Đó là gì? Diện tích của hình tròn, ngoài cái công thức mà các em được biết đó là bằng bán kính nhân với số 3,14, thì hôm nay thì tặng cho các em công thức huyền thoại, đó là diện tích của hình tròn thì bằng đường kính nhân với đường kính chia 4 rồi nhân với 3,14. Và các em biết tại sao rồi, đúng không ạ? Từ đó ta sẽ áp dụng vào để giải quyết cái bài toán này. Các em nhìn thấy này, đường kính của hình tròn nó chính là cạnh của hình vuông, và cạnh của hình vuông nhân với chính cạnh của hình vuông thì chính bằng diện tích của hình vuông. Do đó D nhân D sẽ bằng 20, và 20 chia 4 thì bằng 5, 5 nhân 3,4 thì sẽ tính được diện tích của hình tròn, đúng không nào? Bước 2, ta đi tìm diện tích của phần tô đậm bằng cách là ta lấy diện tích của hình vuông trừ đi diện tích của hình tròn. Và chúng ta sẽ làm như sau. Diện tích của hình tròn sẽ là ta lấy 20 chia 4 nhân với 3,14 thì bằng 15,7 cm². Và diện tích của phần tô màu, ta lấy diện tích của hình vuông là 20 trừ đi 15,7 là diện tích hình tròn, và kết quả bằng 4,3 cm². Các em thấy bài toán này đã được giải quyết một cách rất là dễ dàng, đúng không nào? Tương tự, các em hãy tính cho thầy bài toán sau. Cho hình vẽ dưới đây, biết hình vuông có diện tích là 32 cm², tính diện tích phần đã tô màu của hình vuông. Các em hãy comment kết quả của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để lưu lại. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.